Review kem nền Maybelline Super Tay 24H kem nền là sản phẩm quan trọng nhất trong các bước make up. Chính vì vậy có thể nói đây cũng là sản phẩm được đầu tư nhiều nhất vì lớp nền đẹp sẽ quyết định make up của tổng thể có đẹp hay không. Nếu bạn mới bắt đầu tập tành make up hay chưa có kinh nghiệm chọn lựa kem nền phù hợp, hãy thử ngay kem nền Maybelline Super Tay 24H. Vài nét về thương hiệu Maybelline. Maybelline là một thương hiệu mỹ phẩm chuyên về các sản phẩm trang điểm giá bình dân được thành lập tại Mỹ vào năm 1915. Sau hơn 100 năm thành lập và không ngừng phát triển, Maybelline đã có mặt ở hơn 129 quốc gia trên toàn thế giới. Hiện nay, thương hiệu này là một công ty con thuộc quyền sở hữu của tập đoàn L'Oréal, Pháp. Các dòng sản phẩm của Maybelline tập trung về phân khúc các sản phẩm make up bình dân đa dạng như kem nền, phấn phủ, kẻ mắt. Các sản phẩm của hãng rất được yêu thích bởi chất lượng tốt mà giá lai rất bình dân. Maybelline chính thức có mặt tại Việt Nam vào năm 2007 và tới nay đã trở thành một trong những thương hiệu mỹ phẩm được yêu thích nhất thị trường ở Việt Nam, được bán rộng rãi trong các trung tâm thương mại lớn, các cửa hàng mỹ phẩm và các trang thương mại điện tử. Hầu như, mỗi lần nhắc đến kem nền giá tốt chất lượng cao, ta đều không thể không nhắc đến kem nền Maybelline. Ngoài dòng Fit Me đình đám, thì dòng kem nền Super Tay 24H của hãng cũng có chất lượng rất đỉnh. Thiết kế. Giống với đa số các mẫu kem nền khác của Maybelline, kem nền Super Tay 24H được đựng trong một lọ thủy tinh trong suốt, có phần nắp phía trên được làm bằng nhựa màu trắng, cầm rất chắc tay. Thiết kế lọ trong giúp khách hàng dễ nhận diện được màu kem nền để lựa chọn, đồng thời cũng biết hạn mức còn bao nhiêu. Một điểm cộng của dòng kem nền này so với dòng cũ là đã có đầu buông tiện dụng, thay vì khó khăn áng chừng lượng kem đổ ra như trước kia mà còn có nguy cơ đổ lố tay, dư dây ra xung quanh, thì giờ đây bạn có thể áng chừng được lượng kem mong muốn và vệ sinh. Bảng màu kem nền. Bảng màu đa dạng, rất phù hợp với làn da của chị em Việt Nam mình, với các tông khác nhau từ da sáng cho đến da ngăm. Tuy nhiên, để chọn màu kem nền chuẩn nhất, bạn phải nắm được rõ ràng tông da của mình đang ở mức nào, chứ không nên ham trắng sáng quá sẽ khiến kem nền làm lệch tông da mặt của bạn với vùng da khác. Bạn nên ra tận store để thử ra tay cho chắc chắn, hoặc mua online thì nên nghiên cứu thật kỹ. 102 Fair Pore Lens, phù hợp cho da trắng cực sáng. 110 Pore Lens, dành cho da trắng sáng. 112 Nature Evoji, thích hợp cho các nàng da sáng. 120 Classic Evoji, dành riêng cho da sáng vừa, tự nhiên. 128 Anui, hãy chọn màu này nếu bạn có làn da tự nhiên. 130 Bút Bay, cho tone da hơi ngăm. 220 Nature Bay, cho da tone ngăm vừa. 310 Sun Bay, thích hợp với da ngăm. Điểm nổi bật. Nghe qua cái tên ta có thể thấy kem nền Maybelline Super Tay 24H có khả năng cực lâu trôi, phù hợp với những bạn cần trang điểm hàng ngày, tiết kiệm được thời gian phải dặm lại. Kết cấu của kem mỏng mịn mượt, một ưu điểm rất lớn của tất cả các dòng kem nền của hãng này, giúp dễ dàng tán đều lớp kem ở trên da. Bạn có thể đánh lay ao nhiều lớp mà không hề bị cảm giác bí hay nang mặt. Độ che phủ ở mức được, có thể che được những vết mụn li ti, vết thâm hay lỗ chân lông, tạo một bề mặt đều màu. Đặc biệt vì là dòng 24H nên độ che phủ cũng cao hơn các dòng khác. Lớp finish lì mịn nhưng vẫn có một độ bóng nhẹ nhất định, khả năng kiềm dầu hiệu quả trong nhiều giờ. Cực kỳ thích hợp cho các cô nàng có làn da hỗn hợp, da dầu. Bạn sẽ bớt lo tình trạng lớp nền bị bóng dầu hay xỉn màu lại. Giá thành rẻ, dung tích lớn, rất phù hợp để make up hàng ngày, đặc biệt là với các bạn sinh viên đã cần tìm sản phẩm kem nền giá lại ổn mà chất lượng tốt như này. Điểm trừ, dễ bị chọn sai màu cho tông da vì có mấy màu nhìn khá là giống nhau, nhưng để trên da một thời gian mới thấy được sự khác biệt. Những bạn da có nhiều khuyết điểm rõ sẽ không thể làm mờ được hết, các bạn vẫn nên dùng thêm một lớp che khuyết điểm. Mua kem nền Maybelline Super Tay 24H ở link được đặt tại phần mô tả bên dưới.